Chào bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn ráp lại một cái máy câu cá nhá. Rồi ok. Thì tại sao tôi không làm clip tháo ra thì nó sẽ ngược để lắp vào thôi. Nay tôi tháo cho các bạn xem. Đấy, với những cái bạn mà không chuyên ấy thì cũng không cần phải tháo cái hệ thống này ra làm gì. Các bạn có thể bôi mỡ ở đây, những cái bánh răng này để bảo trì nó nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái gì? Đây, hình như này, cái này gá vào cần câu, đây, tay quay. Thì các bạn gắn cho mình cái này, cái ngoan nghèo này vào cái bánh răng này đây, đây. Cái này nó sẽ chuyển động tịnh tiến đấy. Đấy, gắn này bánh răng ở đây. Nha. Làm lại cho các bạn xem nhé, này. Đây, các bạn nhìn thấy cái chữ giống ngã này, đây, nó sẽ bám vào cái chấm này này. Đấy. Rồi ok. Thế nó sẽ tạo cái chuyển động đẩy ra đẩy vào. Và các bạn sẽ gắn cái này. Đấy, chính là cái thoi của nó này. Cái thoi cuốn dây nó các bạn cho vào đây. Cái đầu có ren đấy. Các bạn cho ra ngoài nhá. Rồi ok. Các bạn đặt vào đây. Đấy. Bạn lắp sao cho cái này nó vào đây. Đấy. Đây. Đẩy cho nó vào cái lỗ này này. Đấy. Các bạn quay này. Thì cái thoi này nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, rồi các bạn đẩy này vào. Đẩy cái này vào đây. Đấy. Các bạn bắt một con vít. Đấy. Bắt một con vít hạ cái này vào. Đấy. Những cái máy này chúng ta chỉ tháo ra vệ sinh thì tra mỡ là tốt rồi. Đó. Nó sẽ tạo ra chuyển động này. Cái này như kiểu là cái tay biên ấy. Chuyển động tịnh tiến này. Đó. Chuyển động tịnh tiến quay lên quay xuống. Đây. Đây. Chuyển động tịnh tiến này. Đó. Chuyển động tịnh tiến quay lên quay xuống. Đó. Như kiểu bít tông với xi lanh ấy. Rồi xong tiếp thì chúng ta sẽ ráp cái gì? Chúng ta sẽ ráp cái mà để đây, cái này là để khóa chiều của cần câu ấy. Khóa cái chiều của cần câu ấy, cho là quay trái hoặc quay được cả hai chiều hoặc một chiều ở đây. Các bạn đẩy nó vào thôi. Đẩy vào nhá, sau nó sẽ có một cái phe này, các bạn gài nó vào mình. Đấy. Đấy, nó sẽ có một cái phe đây. Đấy. Cái này cái phe hãm nhé, các bạn đẩy nó vào cho mình. Để xem ấn nó vào. Ấn nó vào chặt là được rồi. Mục đích là nó chỉ để đẩy cái này sang này. Đấy, đẩy cái nhựa đây. Đấy, rồi. Sau khi mà gắn phe hãm xong rồi. Đây để mình kiểm tra lần nữa. Đấy. Rồi mình gắn xong cái phe hãm rồi nhá, thì các bạn sẽ lắp cho mình cái vòng bi, vòng bi này, vòng bi, bi mình quay bên trên này, cho cái lông đen này, cho vòng bi vào, vòng bi nhá. Tiếp theo là cái gì đây? Tiếp theo là chúng ta gắn nốt cái đuôi cái này. Cái đuôi cái này thì không, gắn không phải sai rồi. Đó. Mình xem vị trí của nó đây. Vị trí này đúng rồi. Thì đấy là mình lắp xong phần phần nào nữa nhỉ? Rồi ok, thì các bạn lắp xong cái này và các bạn có thể quay được rồi này. Đấy. Rồi thì hai con vít dài ở đây, hai con vít dài đây, còn hai con vít ngắn thì ở dưới.
bạn siết theo đường chéo cho đúng khoa học nhé. Mình siết tạm hai con này, mình thử vặn xem nó nhẹ chưa. Đấy, nhẹ rồi nhá. Rồi, thế cái phần mặt trước của nó thì nó sẽ có, không thể lắp sai được rồi, nó sẽ có ba cái con ốc này với cái vấu ở đây này. Đấy, mình đặt này, mình lắp do ba con ốc này thì kích cỡ nó như nhau, cho nên là mình lắp con nào cũng được, nó cũng không cần phải quá chính xác đâu. Rồi, đấy, lắp vào. Rồi nhá. Rồi, thì tiếp theo chúng ta lắp cái này. Cái này chính là cái để cuốn dây đây. Đây, thì cái này cái gen của nó giống gen quạt nhá. Đấy, gen của nó là vặn ngược chiều kim đồng hồ là vặn vào à. Đấy, ngược chiều kim đồng hồ là vặn vào, ngược chiều kim đồng hồ nhá. Rồi, ok, thay thể dùng kim là cờ lê số 10 cũng được, tay giữ nó vào đây. Đấy, à, các bạn siết này nhá. Khi mà tháo ra thì chúng ta giữ này, chúng ta vặn cùng chiều kim đồng hồ. Đây là vặn ngược chiều kim đồng hồ xong. Rồi, ok. Hai là chúng ta lắp cái cốc này này. Đâu, nó có một cái bánh răng. Đây, có một cái bánh răng này này. Đấy, chúng ta lắp này. Đấy, cái chiều mà có miếng nhựa chúng ta cho lên trên này. Đấy, rồi, ok chưa. Hai, chúng ta sẽ lắp cái này. Đấy, để nó ăn vào cái cá của nó này, thấy không? Lắp vào đây để nó ăn vào cá. Cái này không thể lắp sai được. Đấy, khi mà lắp có cá vào thì nó sẽ ăn tạch tạch này. Đấy, thì cô mà lắp cái nút của nó, nút khóa này. Rồi, để lắp cái nút cố định cái tay cầm bên hông này. Đấy, rồi, ok. Rồi, tiếp là mình sẽ lắp nốt những con ốc còn lại đây. Đây, ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra tính năng của nó đây, đặt đây. Thì mình thử tính năng là quay hai chiều, ok. Hai chiều, ok. Mình thử tính năng là quay một chiều. Đây, vặn ngược là không không không, chỉ vặn được một chiều, ngược là bị hãm rồi nhá. Rồi, ok, là tốt rồi. Từ cái lẫy này nó hoạt động tốt rồi. Bên này ngược chiều, không được. Rồi, ok. Và mình kiểm tra tính năng khóa cái này xem nào. Khóa cuộn này, khóa chặt vào xem nào. Đấy, quay không được. Đấy, khi bạn ra thì mở này ra thì cái cuộn cước nó sẽ quay được này. Đấy, đấy. Đấy, ở trên là mình đã hướng dẫn các bạn hướng dẫn các bạn lắp cái máy câu cá. Để chúc các bạn thành công nhé. Máy câu cá nó có nhiều loại á, thì các bạn vệ sinh bảo trì các bạn tra dầu vào những chỗ kẹt, những chỗ bánh răng này, chỗ rất là trơn này. Trên là mình đã hướng dẫn các bạn lắp cái cần câu cá, máy câu cá. Máy này là máy EU2000. Thì chúc các bạn thành công và hy vọng clip này đóng góp một phần cho cuộc sống.